thì mình đếm là cả thăm khám và điều trị thì là 20 cơ sở, khoảng 20 cơ sở y tế. Thực ra thì anh chị lấy nhau vào cuối năm 2009, nhưng mà quá trình tìm con thì bắt đầu từ năm 2012, thì đến lúc mà làm các cháu này là khoảng 10 năm. Đấy. Còn đến khi sinh được các cháu thì là 11 năm. Chị thì hôm trước chị có tập hợp hồ sơ ấy, thì mình đếm là cả thăm khám và điều trị thì là 20 cơ sở, khoảng 20 cơ sở y tế về y, Tây Tây y đấy. Còn nếu mà đông y thì thực ra thì đông y thì mình cũng không không theo nhiều lắm, nhưng mà cũng phải đến hơn chục nơi. Thế nên là khi mà đến khám có những nơi người ta đã khuyên chị là phải xin chứng. Đấy, thì chị không đồng ý, bởi vì quan điểm của chị là chị mới chỉ làm kích trứng có 2 lần thôi và chuyển phôi mới 3 lần thì chưa là gì so với những người khác cả. Nên thì tại sao mình không thử lại của mình đã mà mình lại phải đi làm đến những cái bước kia ngay. Đấy, dù sao được của mình thì nó vẫn quý hơn. Đấy. Thì thực ra thì mình gặp được những cái bác sĩ có tâm và đồng quan điểm với mình ấy, thì giúp cho mình bình tĩnh hơn, vì với cái lứa tuổi của chị là nó cũng cao rồi. Đấy, thì để mà có được cái tinh thần như thế thì mình cũng phải rất là vững vàng. Gia đình chị thì thuộc vào cái trường hợp là không không biết nguyên nhân, thậm chí đến lúc gặp bác Phương còn bảo là không biết được là chị là do nguyên nhân gì. Thế nên là bác cũng sẽ cố gắng là dùng những cái thuốc mà cập nhật nhất để cho mình làm sao mà đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Mình thực ra thì mình thì đúng là mình cũng hiếm muộn, nhưng mà mình cũng luôn có niềm tin là mình sẽ có, mặc dù là cũng không phải khó khăn, nhưng mà mình nghĩ là mình luôn luôn có niềm tin là chắc chắn là mình sớm muộn thì cũng cũng sẽ có thôi. Nhưng mà thực sự là khi mà có cái kết quả đấy thì thực sự là mình cũng nghĩ là nói chung là rất là vui, và cũng là mình thực ra là cũng vợ chồng cũng trải qua hành trình cũng rất là vất vả, nhưng mà cũng thực sự là cũng rất thương vợ. Phải mỗi lần đi làm rồi tiêm, trước vợ mình ngày trước là rất sợ tiêm, nhưng mà sau cũng chỉ vì con này mà phải, nói chung là phải chịu đau đớn nhiều, nên là mình cũng rất là thương. Thực sự là khi mà có được cái niềm vui đấy thì lúc đấy lại bắt đầu cái hành trình còn tiếp tục tiêm nữa, thì thực sự là, nhưng mà thực ra là cũng rất là vui, thì cũng là thương, nhưng mà thì thôi mọi Lúc mừng người. rơi nước mắt. Hạnh phúc vượt qua nỗi đau. Thực ra thì ngay từ lúc mà nhận được kết quả beta là mình đã quá là vui rồi. Và đúng là lúc đấy là phải khóc luôn đấy, bởi vì đấy là lần đầu tiên trong đời mà mình có cái tín hiệu mang thai. Cái bác sĩ đỡ đẻ cho chị, bác cũng còn bảo là ngưỡng mộ và cảm phục hai vợ chồng là đến cái giờ phút này mà vẫn còn đồng hành cùng với nhau. Đấy. Trộm vía thì các cháu mặc dù là đẻ ra ở cái lứa tuổi của bố mẹ thì cũng cao rồi, nhưng trộm vía là các cháu cũng tinh nhanh, biết đoán bố từ rất Thực sớm. sự là mình mỗi lần đi làm về hai đứa nó ra cảm giác thực sự là nó theo, lúc đấy là nó còn Bố theo không còn kịp rửa tay. về đến nhà là nó thấy cượng cửa cái là nó chạy ra rồi, là mình thấy rất là Từ lúc vui. chưa chưa biết bò là Bây đã giờ biết, thì nó một chạy ra bạn thì rồi, thì bò ra trước, ra bạn này chạy chưa ra xách bò. cặp cho bố rồi. Nó giỏi lắm. À Không nghĩ thôi, là nhanh như thế. nói chung là cũng có nhiều thay đổi, Vâng, nhưng mà cơ bản là con theo chào cô hướng tích Minh. cực, thích vui. Thực sự đúng là từ xưa nay cũng chưa bao giờ nói lời cảm ơn thật, nhưng mà tôi cũng có nhân cái sự kiện này thì cũng muốn bày tỏ là anh rất là cảm ơn vợ, thì cũng đã chịu qua những khó khăn vất vả, những đau đớn để cuối cùng để sinh ra hai đứa con rất là đáng yêu. Và hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục hành trình để cùng nhau để nuôi dạy hai con khôn lớn, để thành những con có ích cho xã hội. Chồng là cũng đã cùng đồng hành cùng với vợ trong bằng đấy năm trời, chứ còn nếu mà nhiều gia đình khác thì có thể là cũng có những cái ảnh hưởng về mặt tâm lý. Cũng cho chị, thực ra thì để gửi lời cảm ơn thì cũng gửi lần nhiều rồi. Thế bởi vì là gặp bác Phương thì chị cũng được gặp, nhưng mà ví dụ như là bác Sơn và các cái anh chị trong phòng lab ấy thì là chưa được gặp.
Thì chị cũng nhân đây muốn gửi lời cảm ơn đến toàn bộ đội ngũ các bác sĩ lâm sàng cũng như là bác sĩ trong phòng lab và các cô chú ở trung tâm đã hỗ trợ cho gia đình trong quá trình điều trị ở đây.